Vào phòng ngủ, Cát Phượng hốt hoảng khi phát hiện miệng con trai đầy máu. Trời ơi, Cát thật sự hoang mang. Nếu sốt xuất huyết là nú răng chảy máu là rất nguy hiểm, đằng này bơm không sốt, Cát Phượng cho biết. Những ngày qua trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng liên tục chia sẻ tình trạng bị ốm của con trai, có tên ở nhà là Bơm, kèm theo những dòng trạng thái đầy lo lắng. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, Bơm bị sốt cao cả tuần qua và phải nhập viện từ ngày 16 tháng 10. Khi vừa chia sẻ tin vui, Bơm xuất hiện ngày hôm qua. Mới đây, Cát Phượng lại gây chú ý khi tiếp tục cập nhật tình trạng bệnh tình của con trai. Như mọi ngày 5:30 là dậy để làm thức ăn sáng cho Bơm, sau đó đi học. Khi vào phòng gọi Bơm dậy thấy trong miệng Bơm đầy máu. Nghĩa là nú răng Bơm chảy máu và chảy từ lúc nào nên máu loang ra bành mép, môi rất nhiều và đã khô. Sờ vào người Bơm thì không có nóng sốt, hỏi Bơm, con thấy trong người sao con? Bơm nói con thấy hơi mệt, răng miệng con không đau gì. Trời ơi, Cát thật sự hoang mang. Nếu sốt xuất huyết là nú răng chảy máu là rất nguy hiểm. Khi đang sốt cao chảy máu nú răng, tiêu chảy ăn ối là rất nguy hiểm, đằng này Bơm không sốt. Thay cho lời kết, nữ nghệ sĩ lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng và người hâm mộ, có ai biết là triệu chứng gì không chị Cát với. Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái của bạn gái Kiều Minh Tuấn nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng, nhiều lời khuyên từ phía fan gửi đến nữ nghệ sĩ. Cô ơi, bây giờ bé hết sốt mới nguy hiểm, bá bị chảy máu chân răng như thế là do xuất huyết đấy ạ. Cô cho Bơm vào viện ngay đi, nguy hiểm lắm đấy ạ, tiểu cầu hạ, cô đừng cho bé ăn đồ nóng nhé. Tất cả các đồ ăn của bé đều phải nguội hết, và cô cho bé ăn nhiều thịt bò và tim lợn, quả kiwi vàng, súp lơ xanh để tăng tiểu cầu cô nhé, chúc bé mau khỏe ạ. Chị đưa Bơm đi bệnh viện nhanh đi, không biết là gì, nhưng chảy máu như vậy là không tốt rồi, thương quá hai mẹ con. Cách đây ít phút, Cát Phượng đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái, kèm hình ảnh con trai, bà mẹ một con cho biết, cô nghe theo lời khuyên của mọi người và đã đưa Bơm đến bệnh viện khám, đồng thời làm xét nghiệm. Kết quả bác sĩ cho biết, con trai Cát Phượng không sốt, bé nổi ban là hậu sốt xuất huyết. Nú răng của bé bị viêm nên chảy máu là chuyện thường, chị Cát bình tĩnh và yên tâm. Em cho thuốc về bôi sáng chiều. Nếu hôm nay mà sáng mai vẫn còn chảy máu, chị đưa bé vào lại em lấy máu xét nghiệm. Nhưng chị tin em đi, bé không bị gì. Bác nói vậy, Cát đây nghe vậy. Hiện tại 5 giờ chiều, Bơm ngủ một giấc trưa. Sau khi vào bệnh viện ra, hai mẹ con đi ăn. Bơm về ngủ một giấc, vừa dậy thấy Bơm không có gì khác lạ. Cầu xin Bơm không có gì như lời bác sĩ nói. Nếu có phần đó xin cho Cát gánh. Cát đội ơn rất nhiều đến toàn xã hội luôn quan tâm hai mẹ con Cát, chia sẻ và cho Cát nhiều động lực, yêu nhiều lắm, Cát Phượng bày tỏ. Kiều Minh Tuấn và đông đảo cư dân mạng động viên Cát Phượng, đồng thời gửi lời cầu chúc cho Bơm luôn khỏe mạnh. Sau tuyên bố ly hôn, Trương Quỳnh Anh và Tim lại hẹn hò như chưa hề có cuộc chia ly. Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện thân thiết bên nhau như chưa từng có tuyên bố ly hôn trước đó. Thời gian qua, chuyện hôn nhân của cặp sao Tim Trương Quỳnh Anh là chủ đề khiến dư luận quan tâm và bàn tán. Sau 4 tháng bác bỏ tin đồn tổ ấm rạn nứt, cuối cùng Trương Quỳnh Anh cũng đã chính thức tuyên bố ly hôn, cha của bé Sushi lên trang cá nhân vào ngày 6 tháng 10. Trương Quỳnh Anh viết status thông báo chính thức ly hôn. Dòng trạng thái của nữ ca sĩ họ Trương gây xôn xao dư luận. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, hình ảnh của Tim và Trương Quỳnh Anh đã không còn xuất hiện lên trang cá nhân của nhau. Họ thường xuyên chụp ảnh một mình thay vì sánh đôi selfie như quãng thời gian xảy ra tin đồn ly hôn. Vì điều này, nhiều khán giả cho rằng quan hệ tình cảm của họ đã chính thức đi vào hồi kết. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, một người bạn thân đã đăng tải hình ảnh hẹn hò cà phê cùng hai ngôi sao của làng giải trí. Cặp đôi còn mang theo con trai nhỏ Sushi. Quan sát hình ảnh cặp đôi thân thiết, nhiều khán giả lại nghi ngờ về chuyện tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh trước đó. Phải chăng đó chỉ là phát ngôn mang tính chất giỏi hờn của mỹ nhân họ Trương, hay lại là một chiêu gây sự chú ý? Tim và Trương Quỳnh Anh đi cà phê thân mật cùng bạn bè. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau và chụp ảnh thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly. Họ còn sáng tạo ra những tạo dáng hài hước. Tim và Trương Quỳnh Anh luôn ngồi cạnh nhau khi trò chuyện với bạn bè. Trước đó, thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn nổ ra giữa tháng 5 2017 gây xôn xao dư luận. Theo một nguồn tin xác thật từ Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn trong tình trạng đôi bên thuận tình. Giữa thời điểm nhạy cảm, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sánh đôi tình tứ tại các sự kiện và thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội như chưa hề có cuộc chia ly. Giữa tâm bão ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sánh đôi tình tứ, họ còn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng nhau đi du lịch. Sau những ngày lãng tránh, Tim chính thức bác bỏ tin đồn ly hôn Trương Quỳnh Anh trong một talk show. Trong sự xúc động, giọng ca Cánh Chim Hải Âu còn khẳng định chắc nịch sẽ tổ chức một đám cưới đẹp như mơ với tri kỷ. Anh từng không hiểu sao cả thế giới lại muốn mình xa nhau, nếu vậy anh sẽ phản bội cả thế giới để đi theo em. Anh chờ đợi một ngày được nắm tay em trong lễ đường, có thể trên một hòn đảo nào đó, có chúng ta và con, anh muốn nhìn thấy em mặc áo cưới. Và tôi cũng hứa với các bạn chắc chắn sẽ có điều đó, nam ca sĩ nói. Tuy nhiên tới đầu tháng 10, thông báo chính thức ly hôn của Trương Quỳnh Anh lại khiến nhiều khán giả hoang mang. Tuyên bố chia tay xong lại chụp hình thân thiết, có vẻ mối quan hệ của cặp đôi vẫn còn hư hư ảo ảo cho tới giờ phút này. Vy Oanh bị tố là người thứ ba giật chồng, chắc nhận sau việc này biết tin sẽ cười trộm. Trước khi gặp scandal làm người thứ ba giật chồng, Phiêu Anh từng nhiều lần vạ miệng, đụng chạm đến nhiều sao Việt. Sau khi công khai chân dung chồng đại gia, Phiêu Anh vướng khá nhiều tay bay vạ gió. Nữ ca sĩ bị tố là người thứ ba cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mặc dù đã công khai trả lời tin đồn, nhưng Phiêu Anh vẫn tiếp tục bị người khác tố cáo nói dối. Nữ ca sĩ, bạn của vợ cũ chồng Phiêu Anh tố giật chồng, càng ngày càng có nhiều thông tin được tung ra để Phiêu Anh khiến công chúng không khỏi hoang mang. Trước khi vướng phải lùm xùm người thứ ba này, Phiêu Anh cũng nhiều lần gây tai tiếng vì vạ miệng, đụng chạm tới nhiều nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi lên tiếng nói quan điểm cá nhân của mình về scandal của đàn chị Thu Minh. Nhiều người cho rằng Phiêu Anh đang vin vào chuyện nợ nần của Thu Minh và ông xã để đánh bóng bản thân. Thậm chí trước đó, nữ ca sĩ còn tuyên bố rằng không hoạt động nghệ thuật nữa, nên khi bàn luận chuyện showbiz, Phiêu Anh khiến người khác nghĩ mình là một bà tám, chứ không còn là một ca sĩ chuyên nghiệp. Hay như lần giữa Tâm Bảo Hari Won bị Ngô Kiến Huy tố đến trễ, để ekip làm phim thất thoát hàng tỷ đồng, Phiêu Anh cũng theo đó bóc mẽ Hari Won quá giả tạo, lừa dối khán giả. Phiêu Anh dành hẳn một dòng trạng thái dài để bày tỏ quan điểm về Hari Won sau khi nữ ca sĩ ngoại quốc bị Ngô Kiến Huy tố đi trễ. Không chỉ chia sẻ về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Hari Won, Phiêu Anh còn bật mí thêm một số chuyện hậu trường rằng cô từng chính tai nghe giọng nói chuyện không hề lơ lớ của bạn, nhưng cách bạn vẫn nói trên truyền hình kiểu người nước ngoài không rành tiếng Việt. Mặc dù từng dẫn chương trình, nhưng Phiêu Anh không hề nể nang, lôi luôn Trấn Thành ra đá xéo khi tố Hari Won. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhận xét rằng Trấn Thành và bà xã luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, mắc bệnh ngôi sao. Lùm xùm giữa nữ ca sĩ và Trấn Thành vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi Trấn Thành chia sẻ một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là lời lẽ mà Trấn Thành đang gửi gắm tới Phiêu Anh. Thì ngay lập tức Phiêu Anh đáp trả lại quan niệm sống đúng sống sai của Trấn Thành. Hàng loạt status bàn chuyện của đồng nghiệp đã khiến Phiêu Anh được khán giả đưa vào danh sách bà tám mới của showbiz Việt. Khi bị khán giả lên tiếng chỉ trích, thì nữ ca sĩ đều không ngần ngại đăng đàn đáp trả. Chính vì nhiều lần vạ miệng như thế này, nên khi Phiêu Anh gặp phải scandal giật chồng, chắc hẳn nhiều sao Việt khác cũng cười trộm cô nàng. Tình duyên của diễn viên Cổng Mặt Trời, người hạnh phúc vô bờ, kẻ dính nghi án yêu đồng giới. Sau 8 năm bộ phim phát sóng, hạnh phúc của mỗi thành viên đều ngã sang một hướng khác nhau. Bộ phim Cổng Mặt Trời được ra mắt vào năm 2009, với nội dung xoay quanh cuộc sống sinh viên nhiệt huyết, yêu đời của một nhóm bạn trẻ. Họ phải đối mặt với những lo toan cuộc sống, những mối quan hệ tình cảm, tình bạn. Các gương mặt xuất hiện trong phim đều là những diễn viên trẻ, nên lối diễn xuất tự nhiên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Cổng Mặt Trời cũng trở thành phim truyền hình giành giải Mai Vàng 2010. Sau 8 năm, cuộc sống của các diễn viên đều thay đổi, đặc biệt là đường tình duyên của họ. Ngọc Lan, Thanh Bình. Ngọc Lan được đánh giá là nữ diễn viên tài năng khi cô vào vai Hồng, một cô gái thật dụng, ham vật chất trong Cổng Mặt Trời. Nhờ vào lối diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu, cô đã khắc họa thành công hình ảnh nhân vật mà mình tham gia. Năm 2014, Ngọc Lan giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khiến cô ngày càng đắt show phim ảnh, đặc biệt là ở lĩnh vực phim truyền hình. Trải qua bao thử thách trong chuyện tình duyên, cuối cùng Ngọc Lan đã đạt được hạnh phúc khi chính thức kết hôn cùng diễn viên Thanh Bình vào tháng 7 2016. Cả hai đón chào cậu quý tử đầu lòng bé Phôi, được biết con trai của Ngọc Lan đã được 8 tháng tuổi và khá đáng yêu. Hiện tại nữ diễn viên đang rất hạnh phúc vì được chồng cưng chiều hết mực cùng với con trai kháu khỉnh. Diễn viên Bá Thắng Hòa Hiệp. Bộ ba Bá Thắng Hòa Hiệp Lương Thế Thành đảm nhận các vai lần lượt là Đoàn, Vĩ Bình. Họ đều là những anh em thân thiết, đoàn kết và khá hài hước trong phim. Ngoài đời, ba anh chàng này đều có mối quan hệ cực kỳ gắn kết, thậm chí có thời gian lập nhóm hát và biểu diễn khắp các tụ điểm. Bộ ba thân thiết, thân đến mức nhiều người vô tính còn chọc ba người là tình tay ba. Nhưng giờ thì Lương Thế Thành đã cất bước sang ngang, chỉ còn lại hai chàng độc thân Bá Thắng Hòa Hiệp. Thời gian qua, Bá Thắng và Hòa Hiệp liên tiếp bị nghi án rằng cả hai có mối quan hệ tình cảm đồng giới. Mới đây, Bá Thắng đã lên tiếng phản bác tin đồn này. Nam diễn viên bộc bạch, gia đình anh đã quen với những lời đồn và anh còn xác nhận đang làm mướn cho Hòa Hiệp. Hòa Hiệp kinh doanh, Bá Thắng làm quản lý nhà hàng cho bạn thân. Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ. Khi đến với bộ phim Cổng Mặt Trời, sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp lên như diều gặp gió. Cô đặc biệt được yêu thích qua nhân vật Cúc đáng yêu, hiền lành nhưng cũng rất kiên cường. Chưa một lần công khai người yêu với công chúng nên mọi người vô cùng bất ngờ khi Nguyệt Ánh và bạn trai người Ấn Độ tên Eswar kết hôn với nhau vào tháng 3, 2017. Chồng cũng chính là thầy giáo dạy yoga cho Nguyệt Ánh. Vừa qua trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nguyệt Ánh đăng tải hình ảnh cô và ông xã người Ấn Độ. Cặp đôi đã có chuyến du lịch tại Bhutan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chia sẻ về ông xã với người hâm mộ. Dù đã kết hôn được hơn nửa năm, nhưng Nguyệt Ánh hiếm khi nào đăng tải ảnh chồng lên mạng xã hội. Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Khi tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời, tên tuổi Lương Thế Thành ngày càng tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhân vật Bình. Đẹp trai, thông minh, tính tình chất phác cùng tình yêu đẹp với Cúc. So với dàn diễn viên nam thì Lương Thế Thành có những bước thăng tiến trong nghệ thuật nổi bật nhất. Vào tháng 4 2016, Lương Thế Thành kết hôn cùng diễn viên Thúy Diễm. Sau một thời gian dài hẹn hò, được biết cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2014, nhưng 2 năm sau mới chính thức về chung nhà. Hôn lễ này cũng từng được gọi là đám cưới cổ tích. Lương Thế Thành nổi tiếng là chiều vợ. Mới đây, anh còn tậu xe hơi trị giá hơn 2 tỷ đồng để làm quà tặng cho vợ yêu nhân ngày phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10. Tú Vi, Văn Anh. Khi tham gia Cổng Mặt Trời thì tên tuổi của Tú Vi mới được mọi người chú ý và biết đến rộng rãi hơn. Trong phim, Tú Vi vào vai Trà, một cô sinh viên chăm chỉ và mạnh mẽ. Nhân vật Trà luôn được yêu thích qua từng tập phim bởi lối diễn tự nhiên và lôi cuốn mà Tú Vi đem lại. Chuyện tình duyên của Tú Vi luôn là người hâm mộ ganh tị khi lúc nào họ cũng chứng kiến sự hạnh phúc của cô nàng bên ông xã là diễn viên Văn Anh. Cặp đôi hẹn hò khi tham gia vào bộ phim Bếp Hát vào năm 2013. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai chính thức về chung nhà vào tháng 11, 2015. Sau gần 2 năm kết hôn, cả hai vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Cặp đôi luôn cùng nhau xuất hiện ở mọi sự kiện. Văn Anh luôn dành những lời ngọt ngào yêu thương cho bà xã và cũng chẳng ngại thể hiện cử chỉ thân mật nơi đông người. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nói gì khi Thanh Lam chê một số ca sĩ miền Nam? Xuất hiện trong live show "Khuya nay anh đi rồi" của Hồ Quang Tám, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có những chia sẻ về nhận định của ca sĩ Thanh Lam. Nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tối 22 tháng 10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra live show "Khuya nay anh đi rồi" kỷ niệm 28 năm ca hát của ca sĩ Hồ Quang Tám. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng có mặt để ủng hộ đàn em bằng một vở kịch gây nhiều tiếng cười cho khán giả. Chia sẻ với phóng viên báo Người đưa tin về việc mới đây, có thông tin cho rằng đang có chuyện loạn nhà thờ tổ và giới nghệ sĩ ngày càng đồng bóng. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết, nghề nào cũng có người khai sinh và là người đầu tiên thì xem như là tổ nghề. Tôi cho rằng thờ tổ nghề không liên quan tới điều bị gọi là đồng bóng như nhiều người đang nói. Bây giờ nghệ sĩ mà có điều kiện, mỗi người xây một nhà thờ tổ cũng được, hoặc xây 1.000 nhà thờ tổ thì có sao đâu. Khán giả và nghệ sĩ có tâm thì đến với nhà thờ tổ thôi. Hoài Linh ít khi lên tiếng lắm, tôi chỉ lên tiếng khi có những chuyện quá ồn ào. Khi được hỏi anh thấy thế nào khi ca sĩ Thanh Lam mới đây có nhận định rằng nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông, tôi đặt dấu hỏi về điều này. Hoài Linh cho biết, sự nổi tiếng của người nghệ sĩ là do khán giả nhận định và tôn vinh, chứ nghệ sĩ không thể tự làm mình nổi tiếng được. Thanh Lam nhận xét về âm nhạc, nên tôi chỉ nói thế thôi. Xin không bình luận gì thêm. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh góp mặt trong đêm nhạc của Hồ Quang Tám với tiểu phẩm Bắt Ma. Các nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Thanh Thanh Hiền, Chế Phong, Anh Thơ, Trọng Tấn, Trà Mi, Minh Hằng cũng mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả. Đặc biệt với ca khúc Không Bao Giờ Ngăn Cách, MC Thảo Vân, Hồ Quang Tám đã có màn song ca khiến khán giả bất ngờ. Ít người biết rằng MC Thảo Vân lại có một giọng ca ngọt ngào, không kém các ca sĩ chuyên nghiệp. Live show kỷ niệm 28 năm ca hát, ngoài việc thể hiện những ca khúc mà Hồ Quang Tám yêu thích, cũng là dịp để anh tri ân tới những người thầy, người anh trong nghề và khán giả đã yêu mến anh suốt những năm tháng qua. Chương trình được đánh giá là có sự đầu tư và rất nghệ thuật. Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng cho biết, để có một chương trình lung linh và hoành tráng như Khuya Anh Đi Rồi của Hồ Quang Tám, tôi và ekip đã phải cố gắng rất nhiều. Trước đó 3 tháng chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho live show. Làm sao cho các tiết mục chương trình phải hay từ đầu đến cuối để khán giả ngồi nghe mà không muốn bỏ về giữa chừng, và đêm nhạc này đã làm được điều đó.